Trưa 29 tháng 4, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đã diễn ra buổi họp báo bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Buổi họp báo chí có sự góp mặt của huấn luyện viên trưởng của 4 đội bóng là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Lào và U22 Singapore. Ban huấn luyện của đội U22 Malaysia được nghỉ thi đấu ở loạt trận đầu tiên, vậy nên phải tới ngày 3 tháng 5 họ mới có mặt tại Campuchia. Mở đầu cuộc họp báo, huấn luyện viên Philippe Roussier cho biết mình và toàn đội đã chuẩn bị kỹ trong 2 tháng và đang rất nóng lòng cho trận mở màn với đội tuyển U22 Lào vào ngày mai, 30 tháng 4. Chúng tôi rất vui mừng khi có mặt tại SEA Games. Đội sẽ trình diễn thứ bóng đá tốt nhất có thể, là thành quả của 2 tháng chuẩn bị gần đây. Chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi trận đấu ngày mai. Áp lực về việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng liên tiếp của 2 kỳ SEA Games trước đó cũng là không nhỏ với vị huấn luyện viên người Pháp, nhất là khi thành tích của các trận giao hữu gần đây của U22 Việt Nam chưa thực sự như kỳ vọng, khi những con người trong tay ông là lứa cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam tham dự SEA Games. Việc lựa chọn ai và gạch tên ai cũng khiến vị chiến lược gia này phải đau đầu. Đưa ra quyết định không dễ dàng bởi theo tôi, các cầu thủ đều chất lượng. Tôi chọn một người không chỉ vì năng lực mà còn xem xét tính linh hoạt của đội hình. Chúng tôi đá cả giải mà chỉ có 18 cầu thủ. Với vai trò huấn luyện viên trưởng, tôi phải lựa chọn. Đội cũng có 9 cầu thủ U20 nên tuổi tác không phải tiêu chí chính mà là năng lực. Công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, nhất là công tác ăn ở và tập luyện, được ban huấn luyện và các cầu thủ U22 Việt Nam đều dành những lời khen. Việc bố trí chỗ ở gồm nhiều đội tuyển của các nước ở chung khách sạn cũng là cơ hội để các cầu thủ giao lưu với nhau. Vào 19 giờ ngày 30 tháng 4, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp U22 Lào, sau đó chạm trán U22 Singapore vào ngày 3 tháng 5, Malaysia ngày 8 tháng 5 và trận đấu cuối cùng của vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Roussier là trận đấu với Thái Lan vào ngày 11 tháng 5.